Quang Tuấn và Thùy Quyên rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình 360 độ du lịch Đà Nẵng. Và thưa quý vị, trong một không khí ngày xuân rất là đẹp trời như thế này thì chắc hẳn là mỗi chúng ta đều mong muốn có những chuyến du xuân cùng bạn bè và người thân của mình đến những nơi mà thứ nhất là vừa được tận hưởng không khí xuân mà trong lành mát mẻ như thế này. Thứ hai ấy là được có thể tham gia nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Và thứ ba là có những điểm check-in và có những bức hình vô cùng lung linh. Phải không nào chị Thùy Quyên? Đúng rồi ạ. Và nếu như mà quý vị còn chần chừ vì tình hình dịch bệnh mà chúng ta không thể nào đi du lịch xa được, thì ngay tại thành phố Đà Nẵng của chúng ta cũng có rất là nhiều khu du lịch, là các điểm tham quan mà chúng ta có thể đi dạo xuân được, đúng không? Và ngày hôm nay thì Quang Tuấn và Thùy Quyên sẽ bật mí cho quý vị một điểm đến vô cùng hấp dẫn trong ngày xuân này, đó là Công viên Châu Á Đà Nẵng. Ừ, đúng rồi, quả thật là Công viên Châu Á Đà Nẵng nó là một cái khu vực châu Á thu nhỏ từng mỗi cái khu văn hóa khác nhau. Và ngay tại đây thì chúng ta còn có thể tham gia nhiều trò chơi mạo hiểm nè. Và chính những cái trò chơi này là giúp chúng ta thử thách bản thân của chúng ta hơn, khám phá khả năng tự tin của chúng ta trước những mỗi trò chơi này. Ngoài ra thì còn có thể là dạo bước bên những cái khu vườn hoa đầy màu sắc rất là xinh. Rồi chúng ta cũng có thể thông thả dạo bước bên những cái hồ cá, những cái vườn ao để mà chúng ta có thể là vơi đi những cái mùa phiền, đúng không? Nghe chị Thùy Quyên chia sẻ Tuấn là thấy rất là hấp dẫn, và chắc là có lẽ ngay bây giờ thì Quang Tuấn và Thùy Quyên sẽ tiến vào ngay bên trong Công viên Châu Á để cùng khám phá những trải nghiệm tuyệt vời của khu vực này. Đi thôi nào chị Thùy Quyên. Nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng, Công viên Châu Á Asia Park được khai trương và đưa vào hoạt động từ năm 2014. Công viên Châu Á là công viên mang chủ đề văn hóa đầu tiên tại Việt Nam, hội tụ vẻ đẹp văn hóa đặc sắc của các quốc gia châu Á. Asia Park dành hơn 30 hectare để đưa những kiến trúc, cảnh quan, di tích lịch sử, nghệ thuật, giải trí, ngành nghề thủ công, thu nhỏ, mang tính biểu trưng của 10 nền văn hóa đặc trưng tiêu biểu châu Á như Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nepal và Việt Nam. Là cánh cửa diệu kỳ đón du khách bước vào thế giới văn hóa và giải trí đầy màu sắc, Asia Park mở ra không gian kiến trúc đậm chất châu Á với hàng loạt công trình tuyệt tác như cổng thành, vòng quay Sun View, thuyền rồng, tượng Phật. Bên cạnh công viên văn hóa, Asia Park còn có công viên giải trí quy mô quốc tế, bao gồm các trò chơi cảm giác mạnh, trò chơi cho trẻ em, trò chơi kỹ năng, trò chơi kỹ năng vui nhộn, đáp ứng đa dạng nhu cầu và được sắp đặt khéo léo với những mô phỏng sinh động, nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia châu Á. Với những điểm nhấn đặc biệt như thế, Công viên Châu Á Asia Park thực sự là điểm đến khác biệt không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch Việt Nam. Mỗi lần mà đến với công viên châu Á này thì Quang Tuấn cảm thấy rất là ấn tượng với cái cổng thành này nè, và cũng chính là lối vào bên trong khu vực công viên châu Á. Và theo như Quang Tuấn được biết thì cái cổng thành này xây theo cái lối kiến trúc là cái cổng thành ở cung đình Huế đó chị Thùy Quyên. Và cái diện tích nó lên đến 700m². Wow. Và thực sự là nó đập vào cái thị giác của mình một khi đến đây bởi cái vẻ đồ sộ cái cổng thành này. Mà Tuấn có phép biết thêm được không là cái cổng thành này đã hoành tráng rồi nhưng mà lại càng xinh đẹp lung linh hơn nhờ vào những cái tiểu cảnh Tết, đúng không? Được thiết kế và thi công rất là hoành tráng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong nhé. Ok. Xin chào chị Thùy Quyên và anh Quang Tuấn nhé. Mình xin tự giới thiệu, mình là Khánh, hướng dẫn viên tại Công viên Châu Á. Chào vâng, Khánh. Rất vui khi được gặp hai anh chị. Ngày hôm nay thì Quang Tuấn và Thùy Quyên sẽ có chuyến du xuân tại khu vực Công viên Châu Á, và rất là hy vọng anh Khánh giới thiệu những cái điểm check-in thật là lý tưởng của khu vực này cho Quang Tuấn và Thùy Quyên để có những bức hình rất là lung linh trong những ngày đầu xuân như thế này. Thì bây giờ mình có thể di chuyển vào bên trong để khám phá những cái tiểu cảnh mà hạng mục đặc sắc đấy được không ạ? Dạ vâng, rất là sẵn sàng. Dạ vâng.
Dạ vâng, thì hiện tại như hai anh chị thấy trước mắt đó là khu Nhật Bản. Thì khu Nhật Bản này đặc biệt có một cái con rồng phun nước ở phía trước. Dạ đúng rồi, và như chị Quyên hay là anh Quang Tấn thấy là đa số ở khu vực này hoàn toàn là cái đèn lồng ấy. Thì cái đèn lồng này, đặc biệt là cái đèn lồng cá chép, thì kiểu như tượng trưng cho sức mạnh bền bỉ và của người đàn ông của Nhật Bản ấy. Dạ vâng, nên anh chị có thể tham quan ở đây. Danh Khánh vừa chia sẻ là khi mà đến cái khu Nhật Bản như thế này thì chúng ta có thể biết thêm được những cái nét văn hóa độc đáo của đất nước, chẳng hạn như là lồng đèn cá chép này, cũng như là những cái công trình kiến trúc xây nó giống như những cái công trình ở Nhật Bản, phải không ạ? Đúng rồi. Có thể nói là nếu không cần phải đi đâu xa mà ngay tại Đà Nẵng này thì người dân và du khách khi mà đến với công viên châu Á cũng có thể trải nghiệm những nét văn hóa rất là đặc trưng của một số quốc gia tại châu Á, phải không anh? Đúng rồi, chính xác. Dạ, thì lúc này thì chắc anh Khánh có thể dẫn đúng và chị Quyên đi một vòng để xem cái khu đặc trưng của khu Nhật Bản này được không ạ? Ok, mình đi thôi nào. Dạ. Và anh Khánh ơi, mình đang đứng ở khu tiểu cảnh Singapore đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Và Quyên thấy là đây là một cái biểu tượng của đất nước Singapore, là còn gọi là Merlion, là đầu là sư tử và mình là đuôi cá lướt trên sóng đúng không ạ? Và đầu của sư tử là tượng trưng cho cái hành trình khám phá của đất nước Singapore này, còn đuôi cá thì là tượng trưng cho quá trình phát triển rất là khiêm tốn của đất nước Singapore từ một cái làng chài ven biển, đúng không anh? À, dạ đúng rồi, những cái điều mà chị Quyên nói thì hoàn toàn là chính xác. Và không bên cạnh đấy thì cái khu vực này ấy, thì rất là nhiều được cặp đôi hay là các gia đình đến được check in ở đây, tại vì ví như người ta đang đứng ở tại đất nước Singapore vậy, chứ không cần phải đi đâu xa. Và đối diện của chị Quyên thấy là một cái vườn hoa cực kỳ là tuyệt đẹp, đó là hoa này được tên là tứ điệp. Dạ vâng, hoa này là rất là thích các gia đình hay đến đây, và mình có thể những người yêu hoa ấy khi mà đến đây nhìn một phát là sẽ rất là thích thú ngay. Vậy thì hè này Tuấn đâu có cần phải đi Singapore vượt ngàn dặm để đến Singapore đâu. Chỉ cần 1 km trong phạm vi bán kính của thành phố. Đúng rồi. Có một cái tấm hình Singapore và tượng sư tử đây đúng không ạ? Dạ đúng rồi, công viên châu Á luôn luôn hân hoan và chào đón anh Quang Tây khi đến tham quan ở tại nơi đây. Mình có thể đi đến Singapore hay là đến các đất nước khác. Dạ vâng. Xíu nữa cho Quyên chụp hình vài tấm. Ok, dĩ nhiên. Dạ vâng, ok, dĩ nhiên. Mình làm luôn là nào. Merlion là linh vật của đất nước Singapore, có hình một con thú đầu sư tử, mình cá đang cưỡi trên sóng. Đầu sư tử tượng trưng cho truyền thuyết về quá trình khám phá đất nước Singapore. Đuôi cá của Merlion là tượng trưng cho sự khởi đầu khiêm tốn của Singapore từ một làng chài ven biển. Biểu tượng này đã được công viên châu Á mô phỏng lại, sống động và chân thực, giúp du khách có thể check-in như đang được dạo chơi trên đất nước Singapore xinh đẹp. Ngoài ra, vườn hoa đậm chất biểu trưng của Singapore cũng hiện lên rực rỡ sắc màu, nơi du khách có thể ghi lại những khoảnh khắc xinh đẹp, vui tươi nhất của mình cùng bạn bè, người thân trong mùa xuân này. Thì hiện tại là quý vị Quang Tấn đang đến khu này được gọi là khu Nhật Bản. Thì đối với cái nhà ga đường một ray ở phía sau này chị này, đúng rồi, thì được thiết kế theo cái kiến trúc là mái chóp đáy vuông, là nơi thánh địa Lumbia, là nơi Đức Phật ra đời ấy, Nhật Bản. Dạ vâng, thì đây hiện tại là bên mình set up rất là nhiều tiểu cảnh, thì đặc biệt là ở đây là có gia đình châu vàng, thì tượng trưng cho cái sự sung túc đông đầy và hạnh phúc năm Tân Sửu năm nay. Và ở bên này là có hoa hướng hoa mặt trời, ở phía tiểu cảnh ở phía bên này nữa cũng là vô cùng rất là đẹp và đặc sắc ạ. Khách có thể đến chụp hình hay là check in các kiểu ở vị trí này. Nepal được xem là đất nước đa văn hóa, có nhiều tôn giáo khác nhau như Ấn Độ giáo, Phật giáo, Hindu, Đạo Hồi, Kitô giáo, nền văn hóa giao thoa giữa Tây Tạng và Ấn Độ đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến kiến trúc và lối sống của con người Nepal. Với những tiểu cảnh cầu kỳ, công phu, công viên châu Á đã giúp du khách như đang được trải nghiệm trong không gian văn hóa đậm chất Nepal, huyền bí và rực rỡ sắc màu. Sau Nepal mình sẽ bay đến đất nước nào nhỉ? Campuchia. Ok, bay luôn. Dạ vâng, mình đi luôn nào. We'll be right back.
được mô phỏng theo kiến trúc của đền Angkor Wat, di tích đặc sắc bậc nhất Campuchia với vẻ ngoài huyền bí và kiến trúc đặc sắc. Nơi đây đã trở thành điểm chụp hình ngoại cảnh lý tưởng của các đôi yêu đương và nhiều bạn trẻ. Thì hiện tại Quang Tuấn và Quyên đang đi ở trong khu vực mô phỏng của đền Angkor Wat của Campuchia ấy. Thì ở đây là kiến trúc là mô phỏng theo kiến trúc là đặc biệt đặc sắc nhất của đền Angkor Wat của Campuchia. Thì như Quang Tuấn thấy là những cái rễ cây đâm xuyên qua những cái tảng đá là hay là những cái vết nứt của những cái tảng đá là theo thời gian ấy, thì cảm giác như là cái đền Angkor Wat của Campuchia này như đã mọc lên từ hàng trăm năm trước rồi. Dạ rất là chân rất là thật, đúng rồi, dạ. Đúng rồi, rất là thật ạ. Đây là cái khu mà nó rất là huyền bí. Một nét văn hóa rất là đặc trưng của đất nước Campuchia. Khi đến Campuchia thì chắc chắn 100% du khách sẽ phải ghé đến khu di tích của Angkor Wat, đúng không ạ? Chính xác. Tại vì ở đây là không chỉ là chụp hình đơn giản bình thường mà các cặp đôi mà hay cưới nhau ấy thì hay dẫn đến đây và chụp hình cưới ở đây thì trông rất là cực kỳ rất là đẹp luôn. Đơn cử như nãy mà Tuấn đưa mấy ảnh chụp chị Quyên ở khu này thôi đã thấy là rất là giống chụp ở Angkor Wat rồi, mà chưa kể các cặp đôi mà sử dụng những cái máy chuyên dụng này. Đúng rồi. Những bộ váy cưới này thì chắc chắn cái khung cảnh này là cực kỳ tuyệt vời. Đúng rồi, chính xác. Angkor Wat của đất nước Campuchia được thu nhỏ tại công viên châu Á thật sự là một cái điểm đến mà du khách không thể nào bỏ qua được, đúng không ạ? Nơi đây sẽ cho tất cả quý vị ở những cái bức ảnh thật là lung linh, huyền ảo, và khi chắc chắn quý vị mà đăng tải lên những cái trang mạng xã hội ấy, thì người ta sẽ không biết là Angkor Wat thật hay là Angkor Wat giả đâu. Chắc chắn là rất là nhiều like nữa. Đúng rồi, chúng ta cùng đi thêm tiếp nhé. Ok. Vâng, trong chuyến du xuân ngày hôm nay tại khu vực công viên châu Á và đặc biệt là được tham quan chiêm ngưỡng những khu vực tiểu cảnh, đại cảnh mô phỏng những nét văn hóa nghệ thuật của các nước châu Á đã mang lại cho Quang Tuấn cũng là chị Thị Quyên khá nhiều những cái trải nghiệm rất là thú vị, phải không nào? Đúng rồi, và thật thì qua nửa ngày mình trải nghiệm những cái khu di tích, những cái khu điểm văn hóa du lịch ngay tại cái công viên văn hóa châu Á này thì Quyên cảm thấy như là mình đã đi gần như là toàn bộ các cái nước châu Á rồi đó. Rất là vui và rất là thích thú, và mong là sắp tới sẽ khu công viên mình sẽ đón được nhiều khách hơn đến với công viên châu Á. Đúng rồi, vô cùng chính xác. Tại vì trong năm vừa rồi ấy, thì ảnh hưởng của đại dịch Covid đã ảnh hưởng rất là lớn đến với không chỉ là toàn cầu mà cũng khiến cho công viên châu Á là phải đóng cửa một cái thời gian là khá là dài. Nhưng mà trong năm nay thì công viên châu Á ở bên mình sẽ hứa hẹn là với khách hàng khi mà du lịch đến ở bên này sẽ có rất là nhiều cái hạng mục, rất là nhiều tiểu cảnh hay là sự kiện hấp dẫn hơn, mới mẻ hơn, sẽ khiến cho khách hàng mà khi đến đây là chắc chắn 100% sẽ hài lòng. Tất nhiên. Dạ vâng. Hy vọng là với những cái dự định trong tương lai như thế này thì năm 2021 thì những du khách khi mà đến với thành phố Đà Nẵng thì chắc chắn sẽ ghé thăm công viên châu Á để có những cái trải nghiệm như ngày hôm nay mà Quang Tuấn và Thùy Quyên vừa mới giới thiệu đến quý vị. Và đến đây thì chương trình 360 độ du lịch cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình kỳ sau. Chào tạm biệt.